So kè hai mỹ nhân Cần Thơ làm rạng danh Việt Nam, Kim Duyên gây tranh cãi học vấn, thi tốt dù bị nghi ngờ, Bảo Ngọc có sẵn trình độ khủng, đăng quang 10 ngày đã được xuất khẩu. I believe that I can be an agent. I am ready. The time has come and Vietnam is ready for the title Miss Intercontinental. Give it to me. Kim Duyên và Bảo Ngọc đều là những nhan sắc Cần Thơ vinh dự được chinh chiến quốc tế và xuất sắc giành ngôi vị cao. Điều này khiến cả hai nhanh chóng bị đặt lên bàn cân so sánh. Có thể thấy rất rõ ràng, Bảo Ngọc đã có xuất phát điểm thuận lợi và vững chắc hơn đàn chị rất nhiều. Cô nàng đoạt ngôi vị Á hậu một Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 khi chỉ mới 21 tuổi. Và chỉ sau 10 ngày, mỹ nhân sinh năm 2001 đã được dì Dung cho phép xuất khẩu quốc tế. Bởi lẽ, Bảo Ngọc gần như đã hoàn thiện mọi kỹ năng sau cuộc thi. Đặc biệt, cô nàng còn sở hữu trình độ học vấn khủng, khả năng nói tiếng Anh thông thạo với điểm IELTS 8.0. Được biết, Bảo Ngọc đang theo học ngành quản trị kinh doanh của Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên dù được chọn mang chuông đi đánh trước người rất nhanh, nhưng người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng vào Bảo Ngọc. Cô nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả ngay khi vừa bắt đầu sang Ai Cập dự thi. Trái ngược với Bảo Ngọc, Kim Duyên từng chật vật lắm mới giành được ngôi vị Á hậu một Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Trước đó, cô từng tham dự nhiều đấu trường khác nhưng không đạt được thứ hạng cao. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Kim Duyên dù lọt top 16 nhưng vẫn gây thất vọng không ít. Bởi lẽ, cô nàng được vào là nhờ lượng bình chọn của khán giả. Chuyện học vấn của Kim Duyên cũng từng khiến các fan sắc đẹp bàn tán xôn xao. Khi mà trong 5 năm, cô nàng đã thay đổi liên tục 3 chuyên ngành với 4 trường đại học và cao đẳng tại Việt Nam lẫn quốc tế. Hơn nữa còn có thông tin, Kim Duyên bị buộc thôi học tại một trường vì nợ đến 43 tín chỉ. Tiếp tục đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu siêu quốc gia, nhưng ngay từ đầu, Kim Duyên đã không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả nước nhà cho lắm. Bởi tại một vòng thi nằm trong khuôn khổ của Hoa hậu siêu quốc gia, cô nàng đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi trả lời câu hỏi: "Nhân vật Disney mà bạn yêu thích nhất là ai?" Rằng tôi thích Doraemon và nhân vật đó đến từ Nhật Bản. Việc trả lời sai một câu hỏi vốn chỉ mang kiến thức cơ bản khiến nhiều người phải quan ngại về trình độ học vấn của Kim Duyên. Nhưng dù sao cô cũng đã xuất sắc mang về ngôi vị Á hậu hài. Và thực lực, nhan sắc cũng như những cố gắng của người đẹp là điều không thể phủ nhận. Sau Hoa hậu siêu quốc gia, Kim Duyên bỗng dưng im ắng hẳn. Thay vì dùng danh hiệu đó làm bàn đạp để hoạt động mạnh mẽ hơn tại làng giải trí, cô nàng lại đi tận hưởng cuộc sống và dành thời gian cho gia đình. Có lẽ, Kim Duyên đang hồi phục năng lượng sau khoảng thời gian bung xõa và gồng mình chiến đấu. Còn Bảo Ngọc, cô đã về nước sau chiến thắng tuyệt vời ở Hoa hậu liên lục địa. Cùng với danh hiệu quốc tế có được và sự hậu thuẫn của công ty, mỹ nhân này hứa hẹn sẽ còn mang đến những dấu ấn mạnh mẽ hơn nữa. Song, Bảo Ngọc và Kim Duyên lại có một điểm giống nhau đến bất ngờ. Đó là việc cả hai đều từng nhận về không ít lời chê bai, nhận xét kém duyên về diện mạo của mình. Bảo Ngọc đã ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường nhan sắc với chiều cao khủng 1m85. Thế nhưng trước đây, cô nàng lại từng bị bạn bè miệt thị vì chính chiều cao vượt trội đó. Nhưng cũng nhờ vậy, Bảo Ngọc nhận ra ngoại hình chỉ là chiếc áo phủ bên ngoài và từ đó cô mạnh mẽ hơn, không còn bị những lời đàm tiếu làm ảnh hưởng. Kim Duyên cũng khiến người hâm mộ không khỏi xót xa khi thừa nhận bản thân từng là nạn nhân của bạo lực mạng. Được biết trong thời gian phải ở nhà vì dịch Covid, Kim Duyên đã tăng tận 10kg. Dù chuyện xấu đẹp vốn là của bản thân cô, nhưng người đẹp lại nhận về không ít lời móc mỉa, chỉ trích. Cô nàng thừa nhận việc lên cân không kiểm soát là lỗi của mình và đã quyết tâm rèn luyện để lấy lại thân hình săn chắc. Có thể thấy, hai mỹ nhân Cần Thơ này đều đã đi qua nhiều trở ngại để đạt được thành công ở quốc tế. Mỗi người đều có một điểm mạnh riêng. Nếu Bảo Ngọc ghi điểm ở sự chăm chỉ, cùng học vấn đỉnh thì cái Kim Duyên có chính là kinh nghiệm và những nỗ lực không ngừng nghỉ. Bạn nghĩ sao về hai cô nàng này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới nhé!